Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thúy Nga cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, được thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Những bí ẩn chung quanh việc dân ca Britney Spears nói, từ hôm nay tôi là người công giáo. Một số giám mục Hoa Kỳ yêu cầu anh chị em giáo dân đeo khẩu trang y tế trở lại. Đức Hồng Y Jose Tolentino Mendonca, chủ tọa hội thảo hướng đến một khởi đầu mới sau đại dịch. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Những bí ẩn chung quanh việc dân ca Britney Spears nói, từ hôm nay tôi là người công giáo. Ngôi sao nhạc pop người Mỹ Britney Spears thông báo trong một bài đăng trên Instagram vào hôm 5 tháng 8 rằng cô theo đạo công giáo và đang tham dự thánh lễ. Trong một bài viết được thực hiện tối thứ Năm, Spears, 39 tuổi, chia sẻ hai video. Trong video thứ nhất, cô mặc một chiếc quần short jeans và áo len. Trong video thứ hai, cô mặc một chiếc áo đầm màu xanh với hoa. Trong chú thích của mình, Spears nói, chú ý như trong video tiếp theo, tôi vừa trở về sau khi dự thánh lễ. Từ nay, tôi là người công giáo, chúng ta hãy cầu nguyện. Tuy nhiên, vào chiều thứ Sáu, bài đăng trên Instagram của Spears đã bị xóa. Các bài đăng khác không liên quan đến đức tin cũng bị xóa khỏi tài khoản Instagram của cô ấy. Chẳng hạn như việc cô ấy nói về việc sở hữu chiếc iPad đầu tiên của mình. Spears, một người sinh ra ở Macomb, Mississippi, lớn lên trong một gia đình tin lành Baptist. Cô nổi tiếng lần đầu khi còn nhỏ trong chương trình truyền hình Star Search, trước khi được chọn vào The All New Mickey Mouse Club ở tuổi 11. Cô phát hành album đầu tiên Baby One More Time vào tháng Giêng năm 1999 khi lên 17 tuổi. Trong khi một số người truy cập vào Instagram có thể ngạc nhiên trước thông báo đột ngột của Spears về việc chuyển đổi tôn giáo của cô ấy, Spears đã bày tỏ niềm yêu thích đức tin trong các bài đăng trên Instagram trước đây. Spears đã nhiều lần đăng những lời cầu nguyện, bao gồm cả kinh kính mừng và thường xuyên nói về đời sống cầu nguyện của mình. Tiểu sử trên Instagram của cô ấy nhắc nhở mọi người hãy cầu nguyện mỗi ngày. Vẫn chưa biết chính cô ta hay ai đó đã xóa bài đăng trên Instagram của Spears nói về việc trở thành người công giáo. Một số giám mục Hoa Kỳ yêu cầu anh chị em giáo dân đeo khẩu trang y tế trở lại. Với biến thể Delta gây ra sự leo thang kéo dài trong suốt một tháng qua đối với các trường hợp COVID trên toàn quốc, đặc biệt là ở các tiểu bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp, các quan chức thành phố và tiểu bang cũng như các doanh nghiệp quốc gia như Home Depot và McDonald's đã khôi phục các quy định về khẩu trang y tế đã bị bãi bỏ trong thời gian có các tín hiệu lạc quan hơn trong tháng 5 và tháng 6. Biến thể Delta hiện chiếm tỷ lệ cao nhất trên toàn quốc với hơn 93% tổng số ca nhiễm COVID-19 đã được xác nhận. Và Hoa Kỳ một lần nữa dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19 với số trường hợp nhiễm bệnh trung bình hàng ngày là hơn 96.000 trường hợp. Delta đã chứng tỏ là cực độc so với các chủng coronavirus trước đó. Những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng gần đây nhất là những người trẻ và chưa được tiêm chủng. Hầu hết các giáo phận Hoa Kỳ sẽ tiếp tục dựa vào các phán quyết của các quan chức y tế địa phương hoặc tiểu bang về việc đeo khẩu trang và các quy định an toàn khác của COVID-19. Tuy vậy, ít nhất một giám mục cảm thấy buộc phải làm nhiều hơn một chút trong nỗ lực bảo vệ anh chị em giáo dân khỏi biến thể Delta. Ở Kentucky, biến thể Delta đã làm số trường hợp nhiễm COVID-19 ngày càng tăng trong suốt hơn một tháng qua. Hôm 4 tháng 8, các quan chức tiểu bang báo cáo tỷ lệ dương tính với COVID-19 tăng hơn 10% so với tháng Giêng, nghĩa là trước khi có vaccine. Mặc dù các quan chức nhà nước cho đến nay đã từ chối áp dụng lại các quy định về đeo khẩu trang, đức cha John Stowe,
Giám mục giáo phận Lexington đã yêu cầu anh chị em giáo dân đeo khẩu trang y tế tại tất cả các buổi lễ và tất cả các cuộc họp khác diễn ra trên địa bàn giáo xứ. Và nói thêm rằng, việc hát trong các thánh lễ nên được giảm bớt hoặc loại bỏ đáng kể cho đến khi có thông báo mới. Đức Hồng Y Jose Tolentino Mendoza, chủ tọa hội thảo hướng đến một khởi đầu mới sau đại dịch. Thông tấn xã Iglesia đã thúc đẩy một loạt các cuộc hội thảo với Đức Hồng Y Jose Tolentino Mendoza về hướng đến một khởi đầu mới, sẽ được phát sóng trực tuyến từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 9 vào lúc 9:30 tối. Kinh nghiệm của cuộc khủng hoảng, một thách thức để được tái sinh là chủ đề của cuộc hội thảo này. Vị Hồng Y nguyên là thủ thư của Tòa Thánh đề xuất cuộc hội thảo nói trên vào đầu tháng 9 khi các hoạt động tại các trường đại học, trung học và tiểu học được nối lại và các nhà thờ được mở cửa trở lại. Các cuộc trao đổi với Đức Hồng Y Jose Tolentino Mendoza được mô tả là những ngày tĩnh tâm mở cho tất cả mọi người. Cuộc hội thảo cũng nhằm hướng đến việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon. Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo rằng Lisbon sẽ tổ chức cuộc họp mặt của giới trẻ công giáo toàn cầu tại Thánh lễ bế mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới Quốc tế cuối cùng tại thành phố Panama vào tháng Giêng năm 2019. Thành phố 505.000 dân nằm cách Fatima, một trong những địa điểm hành hương kính Đức Mẹ phổ biến nhất thế giới, 120 km. Vào tháng 10 năm ngoái, các nhà tổ chức đã ra mắt trang web Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 và logo chính thức, biểu trưng có hình Đức Trinh Nữ Maria đứng trước cây thánh giá với màu cờ của Bồ Đào Nha đã được chọn trong một cuộc thi quốc tế. Vào tháng riêng, các nhà tổ chức đã công bố bài hát chủ đề chính thức của sự kiện. Bài hát có tựa đề Có một luồng gió trong không khí. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.